Hai anh em, lại là mình đây. Chào mừng anh em quay lại với kênh tanya3.com. Nếu mà anh em là một người đang sở hữu những cái chiếc laptop MacBook hoặc là những cái laptop mà nó cao cấp, anh em muốn tìm cho mình một cái giá đỡ để anh em có thể vừa làm việc ở bàn làm việc hoặc là anh em có thể sử dụng nó để đứng làm việc ha, thì đây là một cái sản phẩm rất là hoàn hảo và rất là cao cấp dành cho anh em. Cái sản phẩm này là một cái giá đỡ laptop ha của Xiaomi Ultralight VH. Cái sản phẩm này là nằm trong hệ sinh thái của Xiaomi nên khi mà anh em mua thì nó sẽ không có logo Xiaomi trên sản phẩm này. Cái giá đỡ này á, mình mua giá là khoảng 500k, thì bây giờ anh em có thể mua nó cao hơn tí ha, tùy theo cái chỗ bán thì mình sẽ để link, anh em xem chỗ nào bán rẻ thì mua, giá dao động khoảng cỡ 600k đổ lại thôi. Ở ngoài phần giữa hộp á thì anh em sẽ thấy cái hình cái giá đỡ laptop để đây và để cái chữ laptop Xoa nằm đây ha. Quay mặt sau thì nó sẽ để những cái thông tin về sản phẩm này. Về phần màu sắc thì mình thấy nó có khá là nhiều màu, tuy nhiên mình thấy họ kinh doanh cái phiên bản màu bạc là nhiều ha. Có để cái mã Made in China, đơn giản như vậy thôi anh em. Chỉ là một cái giá đỡ nên nó không có để nhiều cái thông tin. Thì bây giờ mình cùng anh em khám phá xem bên trong hộp cái giá đỡ này nó có gì ha. Hộp đóng bằng bìa cắt tông thôi, cầm rất là nặng tay nha. Đầu tiên khi mà mở ra thì anh em thấy cho mình một cái chụp ha. Một cái chụp đỡ mà anh em thấy không, nó làm bằng nhôm. Và cái phần bên dưới thì những cái ốc vít nó đều được làm bằng đồng và nó làm rất là đẹp ha, bằng nhôm. Ở đây thì nó có một cái phần cái cây để giúp anh em có thể hạ hay lật nâng lên, rất là đẹp. Một cái sản phẩm cao cấp thì nó sẽ khác. Mình sẽ mở được bên dưới ra luôn. Bên trong thì nó sẽ có cho anh em một cái hộp đựng những cái con ốc vít ha, và một cái đục giác để anh em có thể dặn được. Tiếp đến là một cái phần đế. Cái phần đế để anh em đặt ở dưới ha. Bỏ đây. Có một miếng foam. Thì nó sẽ có cho anh em là một cái phần đế đỡ nữa. Cuối cùng là một cái miếng để hướng dẫn anh em sử dụng bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Và ở đây thì nó có ngôn ngữ tiếng Nhật nữa. Anh em muốn xem bằng ngôn ngữ nào thì xem. Còn riêng mình thì mình nhìn hình thôi là mình biết cách lắp rồi. Mình thấy nó cũng khá là đơn giản để anh em có thể lắp được. Có nghĩa là có một cái phần nhọn ha. Cái phần nhọn thì anh em sẽ quay trên, cái phần bằng anh em sẽ quay dưới ha. Đó, đơn giản như vậy, theo cái hình như vậy ha. Và lắp có 8 con ốc. Thì đây nó cho anh em dư á, để anh em có thể thay thế ha. Anh em dặn ở trên 4 con, dưới 4 con. Những cái cách tháo lắp thì nó có hướng dẫn, anh em nhìn đơn giản anh em biết à. Và đây anh em, những cái thành phần trên bàn mình thì bây giờ mình sẽ lắp lại ha. Anh em sẽ lấy ra 8 con. Và những con ốc này là những ốc inox luôn nha anh em. Trong cái giá đỡ này là không có sử dụng sắt nha, nên nó rất là cao cấp luôn. Mình có máy dặn nhưng mà mình không dặn, mình sẽ dặn bằng cái lục giác của nó tặng kèm luôn ha. Đầu tiên thì sẽ đặt cái phần này xuống như vậy. Anh em làm sao á là cho cái phần này nè ha. Nhớ nha, cái phần nhọn này nè, quay qua bên đây hoặc quay bên đây chứ anh em đừng quay gì nha. Quay gì là không có để được, hiểu không? Nó mới cân bằng á. Anh em phải quay như vậy nè. Đó, cho nó cân bằng thì giờ mình lắp vô. Và đây anh em, bây giờ thì mình đã lắp xong rồi. Khi mà anh em lắp xong á, anh em căng làm sao ha, mà cho nó vừa như vậy nè. Xong rồi, thí dụ nó có chịch đi thì anh em sẽ mở cái phần này ra để anh em chỉnh lại chứ không có gì hết chứ ha. Anh em chỉnh lại cho nó ngay và anh em phá phần này lại được. Ở dưới đây nè, nó có một cái phần ha. Anh em mở ra, xong rồi anh em có thể quay qua nè, quay lại nè, quay lại. Anh em chỉnh xong rồi cho nó ngay được ha. Xong rồi anh em sẽ phá lại ha. Nó dặn ra và anh em phá lại, rồi nó sẽ cứng lại. Đó, rất là hay. Cái giá đỡ này anh em thì họ thiết kế rất là thông minh luôn. Những con ốc thì họ đều CNC để khi mà anh em lắp ốc vô á thì cái mặt phẳng nó luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ bằng phẳng ha. Nó sẽ không bị lồi lên ảnh hưởng đến những cái thiết bị mà anh em đặt lên đây. Ví dụ như anh em để cái MacBook trên đây mà anh em sợ chày thì nó cũng không có chuyện chày đâu nha.
anh em đừng quá quan tâm về cái việc mà sợ nó bị chày. Thiết kế của sản phẩm này thì nó kết hợp từ nhựa này, nhưng mà đa phần là nhôm rất là cao cấp. Những cái phần điểm silicon mà họ để trên bề mặt này để khi mà anh em đặt laptop lên á thì nó sẽ không bị chày xước ha. Và cái laptop này anh em có thể để những cái laptop từ khoảng 11 inch cho đến 17 inch, có nghĩa là những cái dòng MacBook á, anh em đều sử dụng được, với lại là cái giá đỡ này thiết kế nhôm rất là cao cấp. Phần mặt trên này thì nó sẽ CC những cái phần lỗ ha, thì nó sẽ giúp tản nhiệt được nó tốt hơn ha. Tản nhiệt được tốt hơn và không có làm bí nhiệt khi mà anh em đặt lên một cái mặt phẳng mà nó không có cái gì hết trơn thì nó sẽ dễ bị bí nhiệt, nên họ đã làm những cái lỗ nhìn theo rất đẹp ha, theo hình vuông như vậy. Và cái phần điểm silicon này anh em cũng đừng có sợ là nó bị gãy, tại vì ở phần dưới đây nè anh em nhìn đây, nó đều phá ốc hết trơn ha, phá ốc, nên cái việc mà anh em sẽ không bao giờ sợ nó bị gãy. Tiếp đến á là mình sẽ nói về cái phần trục của nó đi. Cái phần trục này nè thì anh em có thể tùy chỉnh được 360 độ. Ở đây nó có một con ốc nè, anh em cứ nới lỏng con ốc này ra ha. Đây mình sẽ con ốc, anh em cứ để cái lục giác vô và anh em dặn lỏng con ốc này ra như vậy đó, anh em cứ dặn lỏng ốc ra. Khi mà lỏng ra rồi thì anh em có thể là quay 360 độ ha. Khi mà anh em cảm thấy nó phù hợp với lại là cái góc làm việc của anh em rồi á thì anh em cứ căng đi, căng xong là cho nó ngay nhất có thể ha. Công việc của anh em khi mà căng ngay rồi và anh em sẽ phá cái con ốc này lại được ha. Này, căng ngay rồi thì mình sẽ phá lại ha. Tiếp đến á là cái phần trục này không chỉ là anh em phá được nữa mà anh em có thể nâng lên và hạ xuống một cách nó rất là dễ dàng. Anh em chỉ cần dặn cái phần này ra ha. Đó, dặn cái phần này ra. Và anh em nó muốn tới đâu á thì anh em sẽ chỉ cần đẩy cái phần này vô như vậy ha. Đó, khi mà anh em đẩy vô như vậy nè. Đó, anh em đẩy vô như vậy. Anh em phá lại. Đây là cái độ dài mà nó thấp nhất để cho anh em dễ dàng làm việc nhất ha. Thì nó ở cái mức á là khoảng 17.5 cm. Thì mình thấy cái này nó cũng chưa đến 17.5 cm đâu. Cái góc bên đây thì có thể, còn bên đây thì đó tầm khoảng cái độ nghiêng của nó xong xuôi á thì nó còn được khoảng hơn 10 cm tí thôi. Anh em có thể nâng từ đó lên tối đa là 21.1 cm. Thì anh em cứ dặn lên thì sẽ được ha. Đó, anh em muốn ở cái mức nào thì anh em dặn lên mức đó ha. Đó, anh em dỡ lên. Ở trong thì nó sẽ có lò xo để nó trợ lực nên em cũng yên tâm, không sợ bị hư bị gãy đâu. Cái phần bên dưới này á thì nó sẽ làm dặn bằng nhựa ha, để cho anh em dễ dàng dặn hơn. Và cái phần nhựa của nó cũng rất là cao cấp nha, làm rất là đẹp luôn. Nó có để chữ lock vuông lock nằm đây, có nghĩa là mở cũng giống như là anh em có thể là khóa lại ha, tùy theo anh em đọc là anh em hiểu. Dặn qua đây để mở ra và dặn ngược lại để khóa lại. Tiếp đến là cái phần mặt bên dưới ha. Đây là cái phần mặt bên dưới. Thì cái phần mặt bên dưới á, thì nó sẽ để nó bằng ha, nó bằng để nó tiếp xúc với lại cái mặt bàn của anh em và để nó không bị lung lay trong quá trình mà anh em sử dụng á, thì nó sẽ có 4 cái miếng silicon ha, và đã phá bằng 4 khóa rất là chắc chắn nằm ở đây. Đó, khi mà anh em để xuống như vậy, đặt laptop lên, anh em làm việc ở trên đây cũng được ha. Anh em làm việc ở đây cũng được, hoặc là anh em có thể mua một cái combo bằng phím rồi anh em làm việc ở đây được. Cái thiết kế góc nghiêng như vậy này thì cái góc nghiêng này họ cũng đã nghiên cứu rất là kỹ, có nghĩa là giúp cho anh em có thể là dễ dàng nhất để anh em có thể làm việc không bị mỏi tai, không bị mỏi mắt, để anh em có thể gõ, anh em đánh văn bản trên đây ha, rất là tuyệt vời luôn. Đó, anh em thích đánh, anh em thích gõ văn bản gì đấy là rất là ok cho anh em. Và anh em để cái MacBook hoặc là những cái máy tính mắc tiền trên đây thì anh em cũng đừng có sợ là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái laptop hoặc cái máy tính của anh em. Nhìn rất là sang trọng luôn. Thiết kế của nó thì bằng nhôm nguyên khối ha. Anh em không sử dụng nữa thì có thể là dễ dàng tháo ra, đem đi. Và cần sử dụng thì gáp lại. Nó cái dạng là module á, gáp rất là đơn giản và dễ dàng. Anh em nhìn đây, mình sẽ xây dòng ha. Rất là cao cấp cho cái sản phẩm này. Với giá 500k cho cái sản phẩm này thì mình thấy nó cũng rất là ok, rất là perfect dành cho anh em có thể mua về sử dụng. Anh em đang sở hữu cho mình những cái laptop nó rất là cao cấp, giá khoảng hai mấy triệu trở lên và mỏng nhẹ ha. Anh em muốn tiền cho mình một cái giá đỡ thật sự là xứng tầm với nó thì đây là một cái sản phẩm rất là cao cấp dành cho anh em có thể tham khảo. Ngoài phiên bản này ra thì mình thấy còn những cái phiên bản mà nó có thể là bẻ lên bẻ xuống, nhưng mà mình thấy những cái phiên bản thì nó hơi nguy hiểm anh em. Tại vì laptop mà có đồ mắc tiền, anh em không may mà lỡ giặt lên giặt xuống một cái ha, là nó sẽ gớt banh laptop. Bởi vì vậy nên mình thấy là cái sản phẩm mà nó cố định một cái hướng như vậy thì anh em sử dụng nó cao cấp hơn. Anh em đặt lên rất là hàng hảo để làm việc. Khi mà không làm thì để xuống ha. Hoặc là anh em có thể mua cái giá đỡ này về, đặt cái MacBook lên trên đây và anh em kết nối với lại một cái màn hình ở ngoài, anh em làm việc thì nó rất là đẹp và sang trọng luôn. Rất là good cho sản phẩm này. Về phần link mua sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video, hoặc phần ghi bình luận thì anh em có thể bấm vào tham khảo và mua ha. Thì mình sẽ để thêm những cái giá đỡ laptop giá rẻ khác mà anh em có thể tham khảo. Giá nó tầm khoảng cỡ 100 cho đến khoảng 500 đổ lại. Có những cái 700-800 nữa.
tùy theo nhu cầu của anh em mà anh em có thể lựa chọn. Còn ý sản phẩm này khoảng 500, 500 mấy thì mình thấy nó rất là ok rồi. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay thì sao? Nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh Ta Cho Ba Giấm Cùng của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.